Alo, ở đây có bác nào gọi là hay chơi bảo hiểm không? Gọi là hay mua bảo hiểm đấy, mọi loại bảo hiểm. Riêng nhà em thì từ lúc không có tiền đến lúc có tiền thì cũng chỉ mỗi mua bảo hiểm y tế thôi. Một năm là một người lớn là nó khoảng độ 600 gì đấy. Thế còn cái bảo hiểm ô tô ấy, thì mua xe mới thì nó được khuyến mại. Nhưng mà từ năm thứ hai thì cũng chẳng mua các bạn ạ. Nó độ khoảng nó nhiều gói lắm, nó nhiều loại, nó khoảng độ 5 đến 7 triệu nó tùy cái hãng. Bởi vì mình thực sự là đi ít. Và nói chung đã đi trên đường thì không ai nói trước điều gì, nhưng mà hôm nọ có hỏi ông taxi G7 cạnh nhà thì hỏi anh xem anh có mua bảo hiểm không, thì ông cũng trả lời là không. Thì vẫn biết là mấy cái ông taxi là cái ông chúa tiết kiệm, gọi là mọi chi phí. Thực sự nếu mà bạn mà giữ một cái đức tính gọi đi xe cẩn thận, mà thậm như em lại còn đi cực kỳ ít, thì thấy cái bảo hiểm nó thừa thãi. Các bạn biết sao không? Nếu cọ quẹt nhẹ thì phí một lần làm bảo hiểm, có nghĩa là cứ làm bảo hiểm là cũng phải đóng cho người ta 550 rồi đấy. Và đấy là cái gói mà trước gọi là mình mua ở cái bên chi nhánh Toyota đấy. Không biết là cái hãng gì, mà cứ nếu mà vào cọ quẹt nhẹ mà xước sát vớ vẩn thôi, chứ thực ra những cái vết xước răm ấy, vớ vẩn ấy thì ra ngoài thì cũng chỉ 300 400, mà cũng gọi là nếu cũng 500 thì ra gara người ta làm nhanh hơn đấy, người ta có khi chỉ tí là xong rồi, vào hãng thì có thể 1 2 ngày. Nhưng quan trọng nhất là một cái gói mà nó khoảng 7 triệu một năm thì thực sự là mặn các bạn ạ. Với cái cánh tài xế thì như thế là mặn. Chát. Thực sự mình sẽ mua nếu mà dư giả và ngày nào cũng phi ra đường. Đấy, ngày nào cũng phi như trâu. Hoặc là những ông nào mà hay đi ẩu này. Đấy, hay gọi là tính, gọi là nóng tính, cục tính, gọi là hay mới lại đá tí bia rượu thì tốt nhất là nên mua. Còn những người mà ít đi như em, năm gọi là đi có cơ vạn bọ hay này, tốt nhất là không nên mua. Còn là ông nào có điều kiện thì nói làm gì, nào thừa tiền thì cứ gọi là thừa giấy vẽ voi thì cứ mua thôi. Kể cả ngay từ cái mấy cái bảo hiểm, như ở đây có bạn nào mà bảo hiểm bây giờ nó len lỏi về quê đến nỗi mà trong họ nhà mình ấy cũng có một thời gian là có mấy anh chị gọi là làm mấy cái bảo hiểm gọi là Daiichi gì đấy, suốt ngày gạ gẫm thôi, nhưng mà mình đã nói không là không các bạn ạ. Tiền trong túi mình còn 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 lắm lúc còn không tin được, còn có thể là còn đánh rơi hay còn gọi là chi tiêu nó quá tay. Bây giờ mà lại đi giao bảo hiểm cho người khác thì tôi nghĩ sai lầm, nó quá sai lầm. Gọi là ở đâu chứ riêng ở Việt Nam thì bảo hiểm nó không tin được. Bảo hiểm mới lại công an mới lại mấy cái vớ vẩn ấy, tôi khẳng định được không, bây giờ không tin được. Bọn nó chỉ gọi là dình cơ hội hở ra là nó gọi là người ta vặt được cái gì thì vặt đấy các bạn ạ. Tiền trong túi mình đưa cho người ta rồi thì người ta sẽ tìm cái điều lệ này, người ta sẽ cài cái luật khoản kia để trừ thôi đấy. Các bạn hình dung không, bây giờ tôi là luật sư đi, tôi là nhân viên bảo hiểm đi, các bạn cứ thử đưa tiền cho tôi xem, còn cái lịch đấy mẹ tôi phải tìm ra mọi cách điều khoản để các bạn gọi là gần như sau này chẳng thu lại được cái gì, gọi cùng lắm thì hưởng tí ti thôi,
Đấy, chứ còn tôi phải tìm cách vơ vét hết chứ, đúng không? Phải tìm cách gọi là cài những cái điều khoản là ông không đóng đúng hạn, hay là cái này ông không được đền bù đâu, rồi xe cộ ông không có bằng chứng, ông không giữ hiện trường. Nó nghĩ là muôn vàn lý do để hành các bạn mà. Hành là chính nên thỉnh thoảng các bạn cứ lên mạng ra xem bao nhiêu vụ ấy, già bạc cả tóc rồi đấy, cả một đời gọi là com cóp lương hưu lọ kia, cuối cùng cọp nó sơi, cuối cùng là vơ vét là lộp cho chúng nó. Nên là mình nói cái đội bảo hiểm mình kỳ thị lắm. Cái hai là cái này này, cái bọn thẻ tín dụng ấy suốt ngày gạ thôi. Nhưng mà mình nghe cái là mình phải nghe được một câu là tắt máy và phải chặn số ngay các bạn ạ. Nó phiền nữa. Riêng mình là nó cái tính mình nó như thế. Đấy. Nói không với bảo hiểm với mấy trò tín dụng nhé. Tránh xa rồi các bạn. Đấy. Đấy, bạn nào xem được cái video này và đồng tình với quan điểm của mình thì chúng ta comment ở dưới. Còn ai không nghe, không thích thì quan điểm đấy là lối sống của họ, đúng không? Mỗi người một suy nghĩ, một phong cách, một lối sống. Đấy. Ok nhá. Rồi, chào các bạn nhá. Nếu thấy video hay, đăng ký kênh đấy nhá. Đây là một kênh chia sẻ cực kỳ thẳng thắn. Đấy. Người thật, việc thật. Đấy. Có sao nói vậy. Đấy. Các bạn cứ chia sẻ thẳng cái quan điểm của mình lên đây, gọi là không giấu giếm, không né tránh, để chúng ta có một cái cuộc sống nó đàng hoàng hơn, lịch sự hơn, văn minh hơn. Ok nhá. Rồi, xin chào mọi người.